Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về dòng sản phẩm độ xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhíp ô tô cỡ nhỏ sử dụng năm lá nhíp. Chiều dài của nhíp là 52 cm. Tất cả các cái phụ kiện như trong video. Bộ sản phẩm bao gồm hai cây nhíp có chiều rộng của lá nhíp là 5 cm, chiều dày mỗi lá là 5 mm. Chiều dài của lá nhíp dưới là phủ dài ra đến tận óc nhíp này, cho nên là nó rất là khỏe. Các bạn có thể sử dụng bộ nhíp này trong tải trọng là 500 kg, tổng tải trọng 500 kg cả xe lẫn hàng các bạn nhé. Phụ kiện nhíp thì là rất đầy đủ, bao gồm mỗi một lá nhíp là 6 cái cao su màu vàng hoặc là cao su màu đen, tùy theo thời gian, có đợt thì màu vàng, có đợt thì màu đen. Hai cái gối đỡ gật gù, hai cái gối đỡ cố định. Đây là gối đỡ cố định này. 4 cái chữ U và 2 cái mặt bích. Mỗi nhíp là sử dụng 6 con ốc. Đây là con ốc được mạ chống rỉ này. Ốc này nó có cái đầu chống trôi. Khi các bạn vặn vào thì nó sẽ không tự trôi ra được như những cái dòng ốc thông thường. Những cái dòng ốc thông thường như thế này, khi các bạn vặn vào là nó sẽ bị trôi ra, nếu như có long sóc thì các bạn phải công 2 lần thì nó mới được. Còn bình thường là nó sẽ bị trôi. Như cái ốc này thì nó không thể trôi ra được. Đây là tổng thể toàn bộ. Còn sau đây mình sẽ lắp đặt mô hình, mô phỏng cho các bạn tham khảo cách lắp đặt của nó sẽ là như thế nào. À, vừa rồi mình quên mất là đây còn bổ sung thêm hai cái gối động này nữa. Sau đây mình xin lắp mô phỏng một cái bộ nhíp lên một cái khung xe để cho các bạn tưởng tượng ra cách lắp đặt. Giả sử mô phỏng đây là cái trục cầu này, thì ta lắp cái quàng chữ U từ dưới lên này, sau đó là lắp một cái gối cầu này, tiếp đến là lắp cái nhíp này. Ở đây là mô phỏng cho nên mình dùng con ốc này cho dễ vặn. Tiếp theo đến phần khung xe. Khung xe thì phần này ta hàn vào khung này. Thường thường thì cái phần này sẽ là phần nằm ở phía sau này. Còn phần này là phần nằm phía trước xe này. Cái phần này là các bạn sẽ hàn thẳng lên khung nhé. Và cái hướng này là hướng thẳng đứng luôn. Cái mục đích nó có cái khớp động này là để khi cái nhíp này nó duỗi ra thì cái đầu này nó sẽ dao động qua lại như thế này các bạn nhé. Chứ không thể khóa hai đầu cứng lại được như nhau đâu. Sau khi lắp đặt xong thì các bạn lưu ý là cái phần này là phần phía sau. Phần gối động bên này là phần phía trước. Và cái đây là điểm này là điểm hàn lên khung, ở bên kia cũng hàn lên khung. Đấy. Cách lắp đặt như thế.
nên là cái gối nhíp này, cái phần gối nhíp này này nó đi theo cầu chứ nó không đi theo ở trên cái bộ phụ tùng nhíp này. Để cho cái nhíp nó thăng bằng thì các bạn có thể làm thêm một cái miếng gối cho nó sai khung này ra như thế này. Đấy, để cho nó cân. À, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin hệ qua số điện thoại 0983 818 955.